Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin làm video để hướng dẫn cho mọi người cách hủy hay là xóa là RIN đối với dòng máy RIN 4042 PLV cộng. Thì các bước mọi người hãy thực hiện theo em ha. Thì đầu tiên cái việc hủy là RIN này, khi mà mình in nhầm một cái RIN xuống chiếc máy nó in và mình phát hiện giờ mình muốn hủy là RIN đó, mình để đi là RIN mới ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử một cái RIN, sau đó em dừng và hủy cho mọi người xem. Đây, ví dụ như em tiến hành một RIN tầm 20 cuốn tay đó. Khi mọi người thấy phát hiện thấy chiếc nhầm thì mọi người muốn dừng thì mọi người nhấn pause với em ha, thì nó sẽ dừng ngay cái vị trí content thứ 6 đến 246, tùy thuộc mọi người nhấn bao lâu thì nó sẽ nhấn dừng tới đó. Thì cái bước hai thì mình cần xóa cái RIN ở trên driver của máy. Đối với trường hợp đó là trên driver của máy có quá nhiều RIN nó đã chưa đẩy hết xuống thì mình cần phải xóa trên driver của máy ha. Thì cái thao tác xóa driver của trên driver thì em sẽ đính kèm ở trong cái phần mô tả, mà thông thường cái bước này thì mình không cần phải làm ha. Rồi, bước thứ ba đó là mình cần xóa RIN trên chiếc máy này bằng cách đó là mọi người nhấn phím Enter và nhấn nút Tab, hai nút này cùng một lúc giúp em ha. Đây, thì chiếc máy nó sẽ restart up và nó sẽ trở về lại ra đi, thì coi như là RIN không còn nữa. Mọi người có thể thấy ha, RIN nó không còn in nữa. Đây, đó, nhấn phím này, nhấn phím để giấy nó tải ra, nghĩa là máy nó không còn in cái RIN như lúc này nữa. Thì cái RIN vừa vậy đã xóa rồi. Thì hy vọng các bước của em hướng dẫn khá là đơn giản này có thể giúp ích được cho mọi người trong quá trình sử dụng chiếc máy in RIN 4012 PLV cộng này. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc mọi người cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới bảo mật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.